và vai trò của vitamin A đối với trẻ em mắc bệnh sởi. Thì vitamin A thì có vai trò bảo tồn tính toàn vẹn của tế bào tiểu, với tế bào biểu mô và tăng cường khả năng miễn dịch, rất cần thiết đối với bệnh nhi bị sởi. Theo khuyến nghị của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF thì và Tổ chức Y tế Thế giới WHO, vitamin A thì được sử dụng trong điều trị bệnh sởi ở trẻ em, đặc biệt là tại các địa phương đang có tình trạng thiếu vitamin A, vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng. Điều này thì giúp tăng nguồn dự trữ vitamin A trong thời gian bé bị bệnh sởi, kể cả các bé được nuôi dưỡng tốt và dinh dưỡng cân bằng, nhằm giúp bảo vệ mắt của trẻ chống mù lòa. Hơn nữa thì một số nghiên cứu cho thấy thì việc bổ sung vitamin A có thể làm giảm 50% trường hợp tử vong do mắc bệnh sởi. Bên cạnh đó thì ở các nước đang phát triển điều trị vitamin A cho trẻ em mắc sởi, làm giảm nguy cơ mắc những bệnh nhiễm khuẩn khác và hạn chế xảy ra biến chứng dẫn đến tử vong. Liều dùng vitamin A trong điều trị bệnh sởi ở trẻ nhỏ, trẻ em thì bệnh sởi ở trẻ em thì làm tăng nhu cầu vitamin A của cơ thể, thì dẫn đến tình trạng thiếu hụt vitamin A. Cho dù trước đó thì trẻ có nuôi dưỡng tốt và bồi dưỡng vitamin A đầy đủ thì vẫn có nguy cơ xảy ra biến chứng liên quan đến thiếu hụt vitamin A như là viêm loét giác mạc, thậm chí có thể khiến bé bị mù lòa. Theo phác đồ của Bộ Y tế ban hành về điều trị bệnh sởi thì liều dùng vitamin A áp dụng đối với bệnh sởi trẻ em như sau. Đối tượng trẻ dưới 6 tháng tuổi thì uống 50 IU trên một ngày nhân 2 ngày liên tiếp. Đối với trẻ 6 đến 12 tháng thì uống 100 IU trên một ngày nhân 2 ngày liên tiếp. Trẻ từ 12 tháng trở lên hay là người lớn trừ phụ nữ mang thai thì uống 200 IU trên một ngày nhân 2 ngày liên tiếp. Đối với trường hợp bị bệnh nhi bị sởi thì kèm theo các vấn đề về nhãn khoa và các nguyên nhân do thiếu vitamin A bao gồm quáng gà, xuất hiện vệt bi tốt, vệt màu trắng đục nằm trên giác mạc mắt hoặc là khô mắt thì liều dùng cần lặp lại một số lần nữa sau 4 đến 6 tuần điều trị. Lưu ý trong việc bổ sung vitamin A cho bệnh nhi bị sởi thì bệnh sởi gây ảnh hưởng đến chế độ dinh dưỡng của trẻ em. Trẻ bị sởi thì thường cảm thấy chán ăn, bỏ bữa do miệng bị viêm loét, nhiễm trùng, dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng. Ngoài ra, trẻ bị nôn ói và tiêu chảy nhiều, làm mất nước và chất điện giải, tăng đào thải và giảm hấp thu nhiều dưỡng chất cần thiết, trong đó có vitamin A. Do đó thì bố mẹ cần hết sức lưu ý trong việc bổ sung vitamin A điều trị bệnh sởi ở trẻ. Sử dụng nguồn thực phẩm chứa nhiều vitamin A kết hợp trong các bữa ăn, gan động vật, chất béo từ thịt, lòng đỏ trứng gà là những thực phẩm có nguồn gốc động vật có chứa một lượng vitamin A đáng kể. Bên cạnh đó thì nên phối hợp với các nguồn thực vật giàu beta carotene, tiền chất vitamin A như các loại củ quả có màu vàng, đỏ và các loại rau có màu xanh đậm như là rau ngót, rau dền, rau cải xanh, rau mồng tơi, rau muống, rau đay, dầu cọ, dầu lành và các loại thực vật khác. Vitamin A tan trong chất béo, vì vậy thì chế độ ăn cần sử dụng đủ lượng dầu, chất béo để giúp vitamin được hòa tan và chuyển hóa từ dạng tiền vitamin A sang dạng vitamin A mà cơ thể hấp thu được. Để hỗ trợ chữa trị tốt nhất đối với bệnh sởi trẻ em thì nên bổ sung đa dạng vitamin và khoáng chất bao gồm vitamin A, E, C, kẽm, selen
trong đó quan trọng nhất là vitamin A, C và kẽm, giúp tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch.